Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 74 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bấy giờ, khi Đế Thích Thiên đến thu hồi Thiên Đạo Chi Nhận, đám người Tần Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ai ngờ đến Thiên Đạo Chi Nhận vậy mà lại đả thương Đế Thích Thiên rồi tự mình bay đi. Mọi người còn đang kinh ngạc nhìn những việc xảy ra trước mắt, bỗng lại nghe một tiếng hét thảm thiết. Nhìn theo tiếng vang, phát hiện lúc này Huyền Lão đang dẫn mọi người trở lại. Thiên Đạo Chi Nhận vừa mới đánh tới một người trong đó. Tần Vũ vừa nhìn thấy giật mình kinh hãi, há hốc miệng hồi lâu mới thốt ra một lời: "Tư Nhi!" Lập tức vội vàng bay tới. Hồng Quân đang đứng phía sau cũng kêu lên: "Đại ca!" Liền tức thì phóng theo Tần Vũ hướng tới người nọ. Mà Đế Thích Thiên đang ngựa ngồi dậy cũng là hai mắt đỏ bừng: "Phong Nhi!" Lập cập chạy vội tới. Người bị Thiên Đạo Chi Nhận đánh bị thương nọ chính là Đế Tuyết Phong. Thì ra Huyền Lão cứu 10 người xong, trên đường quay trở về, không ngờ còn chưa tới nơi đã bị Thiên Đạo Chi Nhận bay ra đánh trúng. Đợi đến lúc đám người Tần Vũ tới nơi, mọi người vui mừng rối rít. Chỉ có Đế Thích Thiên nhìn thấy vậy cười ha hả: "Hôm nay Thiên Đạo Chi Nhận rốt cục không có rơi vào tay người khác. Con của ta là nhi tử của ta, còn ta chính là đảm nhiệm kế tiếp đế quân của thiên giới." Tần Vũ vừa nhìn thấy lập tức hiểu rõ, nguyên vốn cùng Huyền Lão là có hảo tâm giúp Đế Thích Thiên cải tạo thân thể cùng nguyên thần, nhưng mà lại làm cho Thiên Đạo Chi Nhận không thể nhận chủ. Đang lúc Thiên Đạo Chi Nhận trở thành vật vô chủ, cũng không có bị sự trói buộc nào, lại cố tình đánh lên Đế Tuyết Phong. Cứ như vậy, Đế Tuyết Phong vô tình trở thành tân chủ nhân của Thiên Đạo Chi Nhận. Tần Vũ nhìn về Đế Thích Thiên nói: "Hắn vốn đã bị thương rất nặng, tiếp theo lại bị Thiên Đạo Chi Nhận gây tổn thương nghiêm trọng. Nếu cứu trị chậm trễ, cho dù sau này có hồi phục tu vi cũng bị giảm sút." Đế Thích Thiên nhìn Tần Vũ, lại quay về nhìn Huyền Lão, sau đó nói: "Vậy phiền Tần Vũ huynh thì pháp giúp cho." Tần Vũ cũng không chậm trễ, lập tức một đạo sinh mệnh nguyên lực đưa vào trong cơ thể Đế Tuyết Phong. Thật ra Đế Tuyết Phong bị thương cũng không nặng lắm, trị liệu hồi phục cũng sẽ không phí sức như vậy. Tần Vũ đưa mắt nhìn Hồng Quân, Hồng Quân lập tức hiểu ý, tức thì phất tay tung ra Hồng Quân giới, quang mang hôi mông bao phủ toàn thân Đế Tuyết Phong. Còn Tần Vũ nâng thân thể Đế Tuyết Phong lên, ở dưới thân Đế Tuyết Phong hình thành dòng xoáy lục đạo luân hồi. Đột nhiên một tia sáng từ trung tâm dòng xoáy lục đạo luân hồi bay ra, dung nhập vào quầng sáng mờ giữa Hồng Quân giới. Thân hình Đế Tuyết Phong từ từ ngồi dậy, toàn thân tản ra một vầng hào quang trắng mờ ảo. Vốn mái tóc đen dài lúc trước cũng từng bước biến đổi thành màu vàng kim. Ở bên dưới lục đạo luân hồi thong thả xoay tròn, từng điểm tinh quang bốc lên trên. Những tinh quang kia lại đều dung nhập hết vào trong cơ thể của Đế Tuyết Phong. Đừng nói Đế Thích Thiên đã từng là đế quân của thiên giới, còn chẳng gặp qua trường hợp bậc này, mà ngay cả Huyền Lão ở một bên cũng nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thực những ảo diệu trong đó cũng chỉ có Tần Vũ, Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh là biết được rõ ràng. Trong 10 năm nắm giữ Thiên Đạo Chi Nhận, bọn họ đã lĩnh hội hiểu được toàn bộ thiên đạo ẩn tàng trong Thiên Đạo Chi Nhận. Bọn họ vừa lĩnh ngộ vừa trao đổi với nhau, vì thế với cảnh giới hiện nay thì cảnh giới lúc trước há có thể so bì được. Tần Vũ lúc này không những trợ giúp Đế Tuyết Phong khôi phục trí nhớ của Tần Tư ở kiếp trước, còn vì Tần Tư mà rèn tạo ra một nền móng thật kiên cố. Tần Tư mấp máy mở hai mắt, bắn ra hai luồng kim quang lợi hại mà trầm ổn. Thoáng cái kim quang thu liễm, đứng dậy đi đến trước mặt Tần Vũ, quỳ hai gối xuống: "Phụ thân, Tưởng Hải Nhi đã chết rồi." "Phụ thân!" Đế Thích Thiên đứng chết lặng, Huyền Lão cũng thất thần. Đám người Đế Thiên Hồn, Hàn Sinh khi vừa mới tỉnh lại toàn bộ đứng sững sờ tại chỗ. Tần Vũ âu yếm nhìn Tần Tư hồi lâu mới cười nói: "Tư Nhi, đằng kia còn có một phụ thân cũng rất quan tâm đến con đấy." Lúc này Tần Tư xoay người lại đến trước mặt Đế Thích Thiên, khom người nói: "Phụ thân đại nhân làm cho ngài lo lắng rồi." Đế Thích Thiên ngây ngốc nhìn Tần Tư hồi lâu nói: "Phong Nhi, con làm sao vậy?" Trong thanh âm tràn ngập nỗi đau thương, Tần Tư trịnh trọng nói: "Phụ thân đừng kinh ngạc, xin để Hải Nhi giải thích với ngài." Dứt lời,
liền đem sự tình tiền căn hậu quả kể rõ cho mọi người nghe một lượt. Mọi người nghe xong chậc chậc lưỡi, không những đối với những việc trải qua của Tần Vũ vừa lấy rất làm kinh ngạc vừa tán thưởng. Nghe Tần Tư kể xong giống như nghe một câu chuyện cổ tích vậy. Huyền lão nhìn về phía Tần Vũ: "Hoa nhi này, không nghĩ tới lai lịch của ngươi vậy mà phi phàm như thế. Nghĩ đến cho dù là thủy quân còn sống cũng phải nhìn ngươi mà dựng thẳng lên ngón cái nha." Tần Vũ cười cười lắc đầu nói: "Huyền lão quá khen rồi." Sau đó đi tới trước mặt Đế Thích Thiên nói: "Thích Thiên huynh, huynh và ta đã có duyên phận, vậy phần lễ vật này mong huynh nhận lấy, đối với huynh có lẽ có chút trợ giúp." Dứt lời xuất ra một cái quyển trục màu vàng giao cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tiếp nhận lấy, dùng thần thức lướt qua, lập tức hai mắt sáng bừng lên. Bên trong đúng là công pháp tinh thần bí quyết của Tần Vũ. Thần tình hiện rõ vẻ cảm kích, thế nhưng kích động nói không ra lời. Nên nhớ là hiện tại toàn bộ tu vi của Đế Thích Thiên đã không còn, nguyên hạch cũng không có, không thể tu luyện lại công pháp của thiên giới lúc trước nữa. Chỉ còn lại lúc này là tâm đắc lãnh ngộ, tích lũy rất nhiều năm, cùng với nguyên lực lượng không biết tên kia trong cơ thể. Hiện tại điều cần yếu nhất chính là một công pháp thích hợp. Giờ đây có bộ công pháp hoàn hảo hơn công pháp của thiên giới rất nhiều này, thêm nữa hợp với tâm đắc lãnh ngộ của mình, sự việc này không phải là làm chơi ăn thật hay sao? Trách sao không khiến hắn vui mừng như thế. Lúc này Huyền lão đi tới nói: "À, ta nói Tần Vũ à, nói như thế nào đây, chúng ta có quan hệ cũng coi như là không tệ đi à." Lão nhân này nói lập bà lập bập hồi lâu cũng chưa nói ra cái gì. Tần Vũ thấy thế cười cười, tiện tay lấy ra một cái quyển trục màu vàng đưa cho Huyền lão nói: "Có thể kết bạn với tiền bối là vinh hạnh của ta, nếu như không chê bỏ, cái này coi như là để cho tiền bối dùng giải buồn đi." Không đợi dứt lời, Huyền lão kia thoáng cái đã chụp lấy lướt thần thức qua, thiếu chút nữa mừng rỡ quay mình chạy đi. Quyển trục màu vàng kia chính là bản ghi chép trận pháp bí truyền. Ở thiên giới chẳng qua số người thông thạo trận pháp chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù là nhân vật có trình độ cao nhất cũng chỉ là tứ cấp trận pháp mà thôi. Cuốn trận pháp bí mật này không chỉ có đến kiểu cấp trận pháp mà đều có ghi chú tỉ mỉ, còn có nghiên cứu tâm đắc nhất của Tần Vũ, đó chính là bảo vật rất tuyệt thế. Khó trách lão nhân kia cao hứng đến như vậy. Tóm lại, mọi người vui mừng hớn hở, trong bầu không khí vui vẻ ấy, Tu La Chí Bảo cũng đã đến lúc trưởng thành tới nơi rồi. Ngày hôm đó, trên cây Tu La Chí Bảo phóng ra hào quang bạch sắc chói mắt, cùng với thiên đạo chi nhận trôi nổi trên đỉnh đầu của Hướng Thiên Minh, với một loại tần số đặc biệt kết nối với nhau. Đột nhiên, từ tổ thụ sinh ra một trận dao động năng lượng kỳ dị, đem Hướng Thiên Minh cùng thiên đạo chi nhận cuốn lên không trung. Tu La Chí Bảo kia cũng rời khỏi tổ thụ, nhắm hướng Hướng Thiên Minh ảo tới. Một đạo bạch quang nổ bùng lên, đem Hướng Thiên Minh, thiên đạo chi nhận cùng Tu La Chí Bảo bao phủ cùng một chỗ. Năng lượng tổ thụ còn cuồn cuộn không ngừng hướng về quang cầu màu trắng kia tuôn trào tới. Quang mang bạch sắc dần dần tan đi, mà lúc này tổ thụ cũng chỉ còn lại khoảng 1/10 lúc bình thường. Trên bầu trời, Hướng Thiên Minh lại nảy sinh ra biến hóa, toàn thân hoa văn màu vàng chợt hiện ra, trên trán lộ ra một đạo ấn ký đỏ tươi. Ở giữa sắc màu vàng trang nghiêm đó, ấn ký đỏ tươi hiện lộ ra trông thập phần quỷ dị. Đột nhiên, Hướng Thiên Minh ngửa mặt lên trời thét dài, răng nanh cả thước dài lộ ra ngoài. Toàn cảnh này thực sự đã dọa cho đám người Đế Thích Thiên giật mình nhảy dựng lên. Bọn họ trước nay đâu có gặp qua tình cảnh cỡ này. Huyền lão trông thấy một màn này không khỏi làm cho ông nghĩ tới trận chiến trước kia mà ông không bao giờ muốn nhớ đến. Bởi vì chính là chàng chiến đấu đó đã làm cho ông vĩnh viễn mất đi huynh đệ của mình. Lúc này Hướng Thiên Minh đã trở về lại bên mọi người. Hiện giờ ngoại trừ cái ấn ký màu đỏ tươi trên trán cũng không có gì khác lạ. Huyền lão đi tới ngưng thần hỏi: "Thiên Minh à, người cũng biết con đường sinh cơ kia rốt cuộc ở nơi nào chưa?" Hướng Thiên Minh thần bí cười, đem thiên đạo chi nhận đặt ở lòng bàn tay. Thiên đạo chi nhận giờ phút này đã biến thành một cái lãnh nhận màu vàng. Ở giữa màu vàng có một sợi nhỏ màu đỏ tươi chuyển động. Chỉ vào sợi nhỏ màu đỏ đấy, Hướng Thiên Minh nói: "Đây là con đường sinh cơ đó." Nghe lời này, mọi người không khỏi kinh hãi. Huyền lão trầm ngâm suy nghĩ, hình như biết được cái gì đó. "Thiên Mông, ở trong cơ thể của ngươi để lại tinh huyết của thuyết ma sao?" Thiên Minh mỉm cười gật đầu. Huyền lão cười ha hả:
Cũng chỉ có A Nhi Thiên Mông này có thể nghĩ ra phương pháp này. Hay, rất hay, không hổ là nhân vật thiên tài. Nói xong, liền nghiêm mặt nói tiếp. Thời gian đã không còn sai biệt nữa rồi, mau đi đi, đừng chậm trễ. Sau đó, từng đạo tàn ảnh lóe lên liền biến mất không còn ai. Bên ngoài của Sa Thành, huyết vân kia biến thành hình viên cầu còn đang nổi lơ lửng tại đó. Nhưng hào quang màu trắng vây quanh bên ngoài đã dần dần có hiện tượng nứt dạn. Trung quanh, khí tức bạo ngược càng thêm đậm đặc, mơ hồ từ trong viên cầu huyết sắc kia chuyển ra từng trận tiếng gầm gào, làm cho người ta nghe đến khó tránh khỏi trong lòng phập phồng khó chịu. Lúc này, đám người Tần Vũ đã tới bên cạnh viên cầu huyết sắc, nhìn hào quang màu trắng kia sắp vỡ tan. Huống Thiên Minh liền nói: đợi đến khi huyết ma hiện ra, phiền Tần bá phụ dùng trận pháp giam lại, không thể để cho hắn chạy loạn được. Tốc độ tên này quá nhanh, chỉ có biện pháp trước đem nó giam lại mới đối phó được. Sau đó thì nhờ Huyền lão dùng thủ ấn của ngài quấy nhiễu nguyên thần của hắn, chỉ cần có thể tranh thủ một thời gian ngắn là được rồi. Việc giáo huấn còn lại giao cho ta là xong. Đúng lúc Hàn Sinh đột nhiên lên tiếng: không biết thánh sứ có thể giết chết Tát Hải tiền bối hay không? Dù sao Tát Hải tiền bối đối với Tu La nhân ta vẫn còn rất có cảm tình. Sự tình dẫn tới tình trạng này, ta nghĩ Tát Hải tiền bối cũng là không ngờ tới. Trong đầu Hướng Thiên Minh vang vọng lại lời nói của Tát Hải nói trước khi hắn nhập ma, trầm ngâm một lát thấp giọng nói: việc này ta tự có an bài. Nói xong liền ngưng thần nhìn về phía viên cầu huyết sắc. Viên cầu huyết sắc lúc này huyết quang dâng tràn, vầng hào quang màu trắng bao quanh đã từng chút một nứt vỡ. Khí tức cuồng bạo bên trong quần cuộn quét ra, một tiếng gầm rú phẫn nộ tiếp theo bùng lên, giống như tiếng quỷ đói gào khóc âm vang đến từ địa ngục, khiến cho đám người Mục Thiên, Tôn Ngộ Không tu vi còn thấp đều bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy tại giữa vòng huyết quang, một đạo thân ảnh màu đỏ bắn vọt ra ngoài, điên cuồng gào thét: ta đã trở về, các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết hết đi. Thanh âm cuồng loạn lại giống như muốn đem nỗi bi phẫn đè nén hàng ức vạn năm toàn bộ phóng xuất ra. Thế nhưng khi hắn vừa mới lao ra không xa, đã bị một cỗ lực lượng vô hình bắn tông trở về. Vô luận công kích như thế nào cũng đều bị hạn chế trong một mảnh khu vực nhỏ kia. Mỗi lần huyết ma công kích, trên mặt Tần Vũ lại tái nhợt thêm một chút. Thoáng cái công kích mấy mươi lần, Tần Vũ đã di rỉ máu tươi nơi khóe miệng. Huyền lão vội vàng huy động cánh tay, từng đạo vòng tròn xinh đẹp nối tiếp, chớp mắt đã hình thành một cái đồ án huyền ảo. Nhẹ nhàng vô thanh vô tức, đồ án huyền ảo kia nhắm hướng huyết ma bay tới, rồi lập tức đánh vào trên người huyết ma. Huyết ma thoáng ngẩn người. Đúng lúc đó, Huống Thiên Minh đã biến thân xong, răng nanh kim sắc, ấn ký màu đỏ tươi, giống như thượng cổ thần thú, mang theo khí thế không có gì so sánh nổi đánh về phía huyết ma. Phối hợp thật hoàn chỉnh, nắm bắt thời gian quả là chính xác. Khi huyết ma từ trong cơn sốc chợt bình tĩnh lại, phát hiện bên cạnh thêm một con quái vật, vừa thấy hoa văn vàng chói, thần thánh trang nghiêm, với ấn ký màu đỏ tươi trên trán lại quen thuộc như thế, thì hai cái răng nanh dài cả thước đã dán sát tại trên cổ của hắn. Trải qua trăm năm, năm tháng, giờ phút này, Tát Hải dường như đã hoàn toàn hóa thân thành huyết ma, toàn thân ngưng tụ một cỗ huyết khí sền sệt mù mịt, một cỗ sát khí cuồng bạo xông lên đến tận trời. Mà ở giờ khắc này, Huống Thiên Minh dựa vào Huyền lão đánh ra đồ án huyền ảo đang làm nhiễu loạn nguyên thần của huyết ma, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hào quang hoa văn thần thánh trang nghiêm màu vàng kia tăng vọt, hai quả răng nanh lành lạnh lúc này lộ ra vô cùng dữ tợn, khí thế không gì sánh nổi, làm cho nguyên thần của huyết ma cũng thoáng chấn động. Trải qua 810 đạo kiếp lôi luyện thể đã tạo cho thân thể Huống Thiên Minh đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, sau khi hấp thu thiên đạo chi nhận của Hồng Quân cùng với chí bảo Tu La Tổ Mộc, năng lực của hắn có lẽ đã đạt tới cảnh giới áo hoàng giai, thậm chí là hoàng giai. Huyết vân bồng bềnh trôi ở giữa không trung, không ngừng mãnh liệt bốc lên. Hào quang màu trắng bao phủ bên ngoài càng lúc càng ảm đạm. Từng đạo vết nứt dạn loang lổ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Từng tràng âm thanh hỗn loạn gầm rú, tê tâm liệt phế, xé nát tim gan phèo phổi. Khí tức bạo ngược mãnh liệt khiến cho toàn bộ Sa Thành đều tự hồ chấn động kinh hoàng. Hồng Quân vội vàng phóng ra Hồng Quân giới, đem toàn bộ bọn Ngộ Không bao trùm trong đó, ngăn chặn sát khí huyết tinh của huyết ma ở bên ngoài. Trên khuôn mặt nhăn nhíu già nua của Huyền lão kia hiện lên vẻ lo lắng trầm trọng.
Đối với năng lực của huyết ma, hiện tại chỉ có thể dùng từ cao thâm không lường được để hình dung. Với cảnh giới của ông hiện giờ, thế nhưng không cách nào thăm dò được. Không khỏi vì Huống Thiên Minh mà dâng lên nỗi lo âu hoảng sợ. Đúng như lời tiên đoán lưu truyền từ rất lâu đó, lại dường như công bố chính thời điểm này, cũng chỉ có truyền nhân của Thiên Mông mới có thể hoàn toàn hủy diệt được huyết ma, hắn mới đúng là con đường sinh cơ kia. Bên trong huyết vân, Huống Thiên Minh thần sắc lạnh như băng, khí thế vào thời khắc này hoàn toàn áp chế nguyên thần của huyết ma trong vòng vây. Người nhất định phải từ ta mà kết thúc sao? Huyết ma sau phút chốc giật mình kinh ngạc, chợt ha hả cười điên cuồng. Toàn bộ huyết vân tựa hồ cũng theo sự phấn khích ấy mà máy động. Chỉ bằng vào ngươi, ngươi tưởng mình là cái gì đấy? Huyết ma phẫn nộ giống lên, huyết khí sền sệt dường như thoáng cái sôi trào, phát ra một tràng tiếng sấm động ầm ầm vang vọng. Chỉ thấy một điểm huyết quang xuất hiện ở trước mặt Huống Thiên Minh, cứ giống như quả bom nổ mạnh, rất nhanh lan rộng ra, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lên toàn thân hắn. Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên hiện ra một vành lãnh nhận kim sắc, hình nửa vầng trăng, tản phát ra từng tia lãnh quang, cùng huyết khí mãnh liệt kia giống như nước với lửa, đối nghịch cuốn lấy nhau, tranh giành chiến thắng. Huyết ma phẫn nộ nhìn Huống Thiên Minh, hai mắt đỏ như máu, hiện ra vẻ khủng bố cực kỳ, toàn thân huyết khí sền sệt không ngừng máy động, trông cứ giống như hung thần ác quỷ tới từ nơi địa ngục sâu thẳm. Huyền lão thấy thế không khỏi nhớ tới trận chiến ngàn vạn năm trước ấy, Thủy Quân cùng tứ đại hộ pháp Thiên Vương hợp lực phong ấn huyết ma. Sự hùng mạnh của huyết ma cũng không phải ông có khả năng địch nổi. Tuy rằng huyết ma trong trận chiến đó bị phong ấn, nhưng Thủy Quân cùng với ba đại hộ pháp Thiên Vương lại đều phải chết như thế. Huyền lão giờ phút này đúng là không nghĩ tới lại nhìn thấy màn cảnh ấy xưa ấy có thể tái diễn trong ngày hôm nay. Huống Thiên Minh nhận được thiên đạo chi nhận đã nắm giữ bộ phận thiên đạo, mà bộ phận thiên đạo này có thể trợ giúp hắn đột phá đến lĩnh vực hoàng giai cũng là điều trọng yếu để tiêu diệt huyết ma. Một tiếng kêu to, thiên đạo chi nhận phóng vút lên, ẩn chứa khí tức hủy diệt mãnh liệt oanh kích dữ dội vào thân hình của huyết ma, khiến cho hư không thoáng chốc đều lứt toát vỡ vụn. Trên bầu trời giống như một tiếng sấm rền nổ vang, quang mang đỏ như máu phóng ra lan tràn, phủ đầy che lấp ánh sáng mặt trời, đầy trời đều tràn lan mây mù đỏ tươi. Một tiếng giống long trời lở đất từ trong miệng huyết ma bạo phát ra. Tiểu bối vô tri, dám mạo phạm ta, các ngươi đều phải chết cho ta. Thanh âm bạo ngược này dường như ẩn chứa sát khí huyết tinh vô tận, khiến cho mọi người có cảm giác như rơi vào trong một cỗ uy áp mãnh liệt đến nỗi hít thở cũng không thông. Huyền lão giật mình kinh sợ, vội vàng hai tay kết ấn. Ở giữa một mảnh quang hoa sáng lạn, thủ thế cổ quái ấy hình thành không ngừng các loại đồ án cực kỳ huyền ảo. Dưới sự điều khiển của Huyền lão, mãnh liệt hướng về huyết ma đang phẫn nộ ảo tới. Giờ phút này, huyết ma ở trong vòng huyết khí sền sệt hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng, có thể cảm nhận được chỉ có sát khí bạo ngược kia, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp huyết vân nổ tung lứt toác ra, toàn cả chân trời dưới đất đều bị phủ kín huyết sắc trùng trùng. Đồ án huyền ảo đó chỉ trong nháy mắt bị huyết khí cuộn trào mãnh liệt thôn phệ tiêu tán. Thoáng cái, sắc mặt Huyền lão trở thành trắng bệch, thân hình lắc lư lùi lại mấy bước liền, khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Huyết ma điên cuồng cười vang vọng trong thiên địa, huyết vân không ngừng nổ tung lan tràn ra, khiến cho toàn cảnh xa thành đã biến thành một cõi luyện ngục đỏ thắm. Đám người Hồng Quân, Đế Thuyết Phong đều nhìn thấy mà ghê người. Nếu như không nhờ Hồng Quân giới miễn cưỡng ngăn chặn huyết khí lại, chỉ sợ tất cả mọi người tại đây đã bị huyết khí ô uế này ăn mòn. Rắc rắc. Giữa huyết vân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nứt vỡ. Cùng lúc đó, Tần Vũ tựa hồ rốt cuộc không thể kiềm chế được, hộc ra một ngụm máu tươi. Trên khuôn mặt trắng bệch không còn một tia huyết sắc, ôm chặt lồng ngực phập phồng không ngừng trầm giọng nói: "Thật không nghĩ tới, kiểu cấp khốn trận cũng không có tác dụng ngăn cản được hắn, quả là một tên khốn mạnh mẽ, thật kinh khủng." Đế Tuyết Phong kinh hãi thất sắc: "Phụ thân, đến tuyệt cùng nó mạnh đến cỡ nào đây?" Tần Vũ cười khổ lắc lắc đầu: "Chỉ sợ cho dù là tu vi trưởng khống giả của kiếp trước cũng không thể làm gì được nó đâu." "Huyết ma xuất thế, không thể ngăn cản." Những lời này vừa mới dứt ra, một cột huyết quang phóng vụt lên cao, giống như bắn xuyên qua thiên địa, tức thì huyết vân mãnh liệt lan tràn. "Thiên Minh!" Lãnh Diễm Phỉ phát ra một tiếng thét kinh hãi, toàn thân nàng run rẩy,
trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng trầm trọng. Trong huyết khí sền sệt, thiên đạo chi nhận thấu phát ra một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa, lần nữa lại bổ tới trước mặt huyết ma. Thế nhưng huyết ma lần này không có phản ứng gì, ngược lại phát ra một tiếng cười lạnh khiến người ta lạnh mình sờn gai ốc. Chỉ thấy một đạo huyết quang đỏ sậm mạnh mẽ nghênh đón thiên đạo chi nhận, ầm ầm một tràng tiếng vang, toàn bộ huyết vân đều mãnh liệt chấn động. Lãnh nhận kim sắc kia phát ra một tiếng giết dài bén nhọn, nhất thời hào quang giảm sút trầm trọng. Bốn phía huyết khí sền sệt tự hồ cảm nhận được thiên đạo chi nhận thế lực suy yếu đi, điên cuồng tuôn trào tới, dường như nhất định phải thôn phệ thiên đạo chi nhận mới thôi. Thế nhưng Huống Thiên Minh sắc mặt lại không lộ chút e sợ nào, chỉ là có một loại ngưng động thần bí lớn tiếng quát: "Phá!" Đúng lúc này, tự hồ ngay cả huyết ma cũng không cảm nhận được, trên lãnh nhận kim sắc kia hiện rõ một sợi máu đỏ bất bình thường, rồi bất thình lình phóng xuất ra huyết quang cực kỳ chói mắt. Đó vốn là một tia tinh huyết của huyết ma, hắn không phát hiện ra ẩn tình bên trong cũng là chuyện dễ hiểu. Tia tinh huyết kia dường như ẩn chứa lực ô uế ăn mòn mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt đã bao phủ lên thiên đạo chi nhận, sau đó thuận theo huyết vân mạnh mẽ cuộn trào cuốn vào trong cơ thể của huyết ma. Tần Vũ thân hình thoáng rung động, một ngụm máu tươi lại dâng lên thoát ra khỏi cổ họng. Lực lượng cắn trả cường đại này khiến cho lục đạo luân hồi trong cơ thể đã bắt đầu không ổn định lại được. Một bên Huyền lão sắc mặt khó coi càng nặng xuống, run giọng nói: "Huyết ma rốt cục xuất thế, Oa Nhi, vận mệnh của thiên địa hết thảy đều ở trong tay của ngươi." Thiên đạo chi nhận của Huống Thiên Minh đã bị huyết ma thôn phệ, thần cũng bị trọng thương, thất khiếu đều chảy đầy máu tươi. Dù sao thiên đạo chi nhận từ lâu đã cùng hắn dung hợp làm một, hiện giờ lại bị lực ô uế của huyết ma ăn mòn, cũng giống như thân mình bị cắt đi một miếng thịt, toàn thân đều vì đau đớn kịch liệt mà co giật từng hồi. Thế nhưng huyết ma sau khi thôn phệ lãnh nhận kim sắc, Huống Thiên Minh càng thêm cuồng bạo hẳn lên. Đám người Tần Vũ lần nữa lại cảm nhận được cái lực lượng kia không thuộc về không gian này, chẳng những hung tàn bạo ngược rất không ổn định, hơn nữa lực phản phệ rất mãnh liệt. Chỉ thấy huyết vân kia chuyển động giữa không trung, phát ra từng tràng chấn động ầm vang, huyết khí sền sệt chợt biến thành thưa thớt hẳn đi. Khí tức hung thần ác sát kia chính trong khoảnh khắc này thu liễm lại đến cực độ. Huống Thiên Minh thảm hại ngã dài trên mặt đất. Lãnh Diễm Phỉ là người đầu tiên xông ra ngoài, vội vàng nâng hắn dậy. Có điều Huống Thiên Minh bị thương quá nặng, nhìn thấy được quá mức suy yếu. Hồng Quân tự hồ cảm giác được cái gì đó, lớn tiếng nói: "Mau trở lại Hồng Quân giới của ta!" Dưới sự nâng đỡ của Lãnh Diễm Phỉ, Huống Thiên Minh gắng gượng đứng lên. Hắn cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào huyết vân không ngừng tan biến, lạnh giọng nói: "Hết thảy việc này vẫn còn chưa có kết thúc." Thần sắc hắn hiện lên vẻ kiên định, khiến cho mọi người không thể phủ nhận quyết tâm của hắn. Từ khi kế thừa trí nhớ của Thiên Mông, hắn có được 8 phần năng lực dự đoán của Thiên Mông. Cũng như nhau, hắn thân là thánh sứ mà còn có được thiên đạo chi nhận, chính là điểm mấu chốt để chống lại huyết ma. Xem ra huyết ma đã hoàn toàn phá vỡ khốn trận càn khôn của Tần Vũ. Theo huyết khí sền sệt không ngừng thưa thớt rồi lại tiêu tán đi, một bóng người dần dần hiện lên ở trước mặt mọi người. Có thể nói một người do máu tươi ngưng kết mà thành, làn da huyết sắc, đầu tóc cùng với chiến giáp đều là một màu đỏ máu, không chỗ nào là không thấu phát ra một cỗ sát khí khiến cho người ta hít thở không thông. Tuy rằng không có hung tàn bạo ngược như lúc trước, nhưng giờ phút này lại làm cho tận đáy lòng người ta cảm nhận được một nỗi kinh hoàng không thể kiềm chế. Trên khuôn mặt anh Tuấn kia không có một tia dao động tình cảm, ánh mắt sâu sắc không thấy đáy, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Huyền lão bên cạnh Tần Vũ. "Lão già, đã lâu không gặp rồi." Thanh âm của hắn giống như ma đao rỉ sắt cùng giấy nhám cọ sát vào nhau, khàn khàn chói tai. Huyền lão không có trả lời, nhưng trên khuôn mặt già nua sớm đã không còn một tia khí sắc. Trận chiến năm đó giờ này hồi tưởng lại dường như mới xảy ra ngày hôm qua, trong ký ức hãy còn mới toanh. Huyết ma nhìn lên phía chân trời, hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng thở dài thoải mái. "Phong ấn dù sao cũng phải có ngày cởi bỏ, mà rốt cục cái ngày này đã tới rồi. Từ lúc khởi đầu đó, ta đã phát thệ, thề phải giết sạch tất cả mọi người các ngươi, hủy diệt cái thiên thần giới này." Thanh âm khàn khàn lạnh như băng đó, mọi người nghe mà hình như đều có một loại uy nhiếp vô hình, khiến cho trong lòng run rẩy sợ hãi. Huyền lão hừ lạnh một tiếng: "Vào ngày trời long đất lở đó, có nam tử tóc vàng, thân nắm lãnh nhận hình lửa vầng trăng, chính là người được tuyển chọn là thánh sứ.
Ngươi cho rằng ngươi có năng lực này sao? Cái lời tiên đoán mờ mịt này không thể ứng nghiệm được. Huyết ma khinh thường liếc mắt nhìn Huống Thiên Minh, chợt rất nhanh đảo mắt lướt qua mọi người, cười lạnh nói: đã không còn thủy quân, đã không còn tứ đại hộ pháp thiên vương, ta thật muốn xem các ngươi làm thế nào phong ấn ta. Huyết ma xuất thế, thiên địa đại kiếp nạn. Huyết ma hơi hơi nheo mắt lại, trên khuôn mặt đỏ sậm chợt hiện lên một tia lãnh quang nhiếp lòng người, làm cho người ta cảm giác sâu tận đáy lòng một trận lạnh lẽo. Thân ảnh vừa động, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Huyền lão. Một cỗ khí tức huyết tinh sền sệt nồng đậm nhất thời ập vào mặt lão. Lão bất tử, ngươi phải trả giá cho hành động phong ấn, chết đi cho ta. Chỉ thấy một tia huyết quang bùng lên mãnh liệt, huyết khí sền sệt mù mịt từ trong tay huyết ma giống như một tấm lưới hướng về Huyền lão phủ chụp xuống. Huyền lão hai mắt trống rỗng nhìn vào huyết ma phá vỡ phong ấn sống lại. Thực lực của hắn Huyền lão hiểu rõ hơn ai hết, cho dù là thủy quân cũng khó mà chống lại dị thế cuồng ma, mà đồ án huyền ảo kia bị ô uế ăn mòn cũng trực tiếp gây thương tổn nặng đến bản thân của Huyền lão. Thêm vào lực lượng cường hãn của huyết ma khiến cho ông giờ phút này căn bản không còn dậy lên nổi một chút ý niệm phản kháng nào. Dừng tay! Bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên, cách đó không xa một đạo quang mang rực rỡ ảo tới. Một âm thanh rít gào hỗn loạn dường như ẩn chứa một loại lực lượng không thể hình dung được cắt ngang qua hư không, cùng huyết quang mạnh mẽ đánh ngập vào nhau. Trong khoảnh khắc này, sức phản chấn khiến cho mặt đất rốt cục không chịu nổi lực ép phải sụp lún xuống. Thế nhưng khiến cho huyết ma giật mình kinh ngạc chính là năng lực ẩn chứa trong quang hoa kia vậy mà có thể đánh cho tản mát được huyết khí do chính mình phát ra. Hồng Quân tưởng chừng vẫn như bất động hiện ra tại trước mắt huyết ma, sắc mặt hắn lạnh lùng, nâng trong tay Hồng Quân giới quang hoa sáng chói, trong ánh mắt rực cháy như lửa đỏ ẩn chứa đầy vẻ phẫn nộ. Phải chết chính là ngươi! Huyết ma có chút kinh ngạc nhìn Hồng Quân, tựa hồ cảm nhận được Hồng Quân giới đó là vật không tầm thường, nhưng ánh mắt khinh thường lại không xem nó vào đâu, điểm nhiên nói: chỉ dựa vào ngươi? Tên xuẩn ngốc dám cả gan mạo phạm huyết ma đại nhân ta! Cách đó không xa, Huống Thiên Minh ôm chặt lồng ngực liên tục phập phồng, khóe miệng không ngừng rỉ máu tươi. Xem ra mất đi thiên đạo chi nhận, hiện giờ năng lực của hắn thậm chí ngay cả biến thân cũng cực kỳ khó khăn. Lãnh Diễm Phỉ si ngốc nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy vẻ đau thương lo lắng, thấp giọng hỏi: huynh thế nào? Huống Thiên Minh suy sụp gắng gượng lắc lắc đầu lập cập nói: ta cần thời gian, con đường sinh cơ kia chính là đang ở trong cơ thể của huyết ma. Lãnh Diễm Phỉ trong lòng cả kinh, tuy rằng không rõ ý tứ trong câu này, nhưng nàng biết nhất định Huống Thiên Minh có kế hoạch gì đó. Tuy nhiên lực lượng của Huống Thiên Minh mất đi nhanh chóng, lúc này hắn mới hoàn toàn cảm nhận được lực lượng cường hãn của huyết ma, cho dù là 6 lần biến thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của nó, lúc này làm cho nó phẫn nộ không khỏi vì Hồng Quân mà thập phần no nắng. Tuy rằng huyết vân đã tan biến đi, nhưng mất đi sự bảo vệ của Hồng Quân giới, đám người Cam Vân, Ngộ Không vẫn cảm giác được uy áp từ huyết ma mang đến. Lực lượng trong cơ thể giống như bị ăn mòn, phát sinh hư thoát, không còn sức lực. Trong lúc đó, Tần Vũ lập tức kéo theo Huyền lão bên cạnh huyết ma phóng ra xa, sắc mặt ông tái nhợt. Lục đạo luân hồi trong đan điền giờ khắc này tựa như đã không còn chịu sự khống chế của ông, đang xoay chuyển mãnh liệt. Thế nhưng lúc này thì huyết ma toàn bộ chú ý đều dồn vào Hồng Quân, hình như coi cái chết của Huyền lão chắc chắn đã nằm trong tay hắn. Vấn đề chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Dưới ma nhãn của huyết ma, thực lực của Hồng Quân hắn sớm đã tra xét rõ ràng, đến nay cũng chỉ đạt tới tu vi 8 cánh thượng giai, có điều là với cảnh giới á hoàng giai lại có thể đánh tan huyết khí ô uế của mình, không khỏi có chút khó chấp nhận. Hồng Quân giới là chí bảo Hồng Quân ở trong tử giới đã rèn luyện thành, tuy rằng không giống như Hồng Mông, Tần Vũ các người có thể sáng tạo ra thiên địa vũ trụ, nhưng nó cũng được sinh ra tại trong tử giới, loại diệu dụng có khác biệt. Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Vũ nhận định tương lai sau này của hắn về trình độ, cảnh giới, thậm chí là sự hiểu biết đối với thiên đạo tuyệt sẽ không dưới so với chính mình. Chẳng qua giờ phút này sắc mặt của Hồng Quân có chút trắng bệch, toàn thân cũng mơ hồ đang run rẩy. Xem ra dùng Hồng Quân giới cứu Huyền lão ra cũng không được thoải mái cho lắm. Huyết ma cười lạnh một tiếng, ngoài làn da đỏ sậm kia bỗng nhiên bộc phát ra tầng tầng lớp lớp huyết khí sền sệt mù mịt, mãnh liệt quay cuồng, thậm chí so với huyết vân ô uế mới rồi còn gấp 3 lần.
Hồng Quân tức thì cảm thấy không ổn, vội vàng sử dụng Hồng Quân giới bao phủ lên chính mình. Quang hà sáng chói, lóa mắt ở trong huyết vân nồng đậm đó, trưng lên một không gian phạm vi đến 3 trượng chống cự lại. Ta chịu không được rồi, lão tôn ta đây cũng muốn đánh một trận. Địch thủ càng mạnh, chiến ý trong lòng Tôn Ngộ Không lại càng dâng cao. Trường côn phóng lên cao, khí thế của kinh thiên 36 côn đó giống như cuồng phong bão táp bùng lên. Đấy Thuyết Phong vội vàng ngăn cản Tôn Ngộ Không lại. Đẳng cấp chiến đấu loại này không phải chúng ta có thể tham gia được. Huống chi đám huyết khí đó thật không tầm thường, chúng ta tuyệt không thể đến gần. Cam Vân đám người không ngừng gật đầu. Bọn họ đi theo Tần Vũ thật vất vả tu luyện cảnh giới đến nay, ai cũng không mong muốn giờ phút này chết ở trong tay huyết ma. Tôn Ngộ Không phẫn nộ đem trường côn hung hăng cắm xuống mặt đất, trên gương mặt khỉ lộ ra thần sắc dữ tợn không cam chịu. Đế Thuyết Phong trong lòng cực kỳ lo lắng cho Hồng Quân, ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ cách đó không xa, mà Tần Vũ lại không mảy may có ý muốn ra tay, duy chỉ trên nét mặt thoáng hiện ra vẻ ngưng trọng. Tuy nhiên Đế Thuyết Phong lại không có phát hiện ra cỏ cây ở chung quanh Tần Vũ đều giống như đã trải qua 4 mùa thay đổi, nguyên lực sinh mệnh bị rút hết không còn gì, trong nháy mắt đã biến thành vàng úa héo khô, toàn bộ không còn sinh khí. Tần Vũ hai tay nắm chặt, lục đạo luân hồi trong cơ thể vận hành như ngựa hoang tuột dây cương, đã hoàn toàn không còn chịu sự khống chế của ông. Xem ra huyết ma phá vỡ càn khôn trận pháp đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến việc vận hành tinh thần biến của Tần Vũ. Đúng lúc này Hồng Quân đột nhiên xuất hiện sau lưng huyết ma, mà tự hồ chỉ trong chớp mắt huyết ma đã cảm giác được khí tức từ phía sau truyền đến, tức thì tiện tay tung ra một đám huyết vân mạnh mẽ đón chặn Hồng Quân. Tầng tầng huyết vân kia bùng tóe ra như quầng sáng xông lên tận trời cao, mà Hồng Quân cũng không có né tránh. Hồng Quân giới trong tay sớm đã biến mất không thấy, đem từng tia huyền hoàng khí trên tàn tuyết thần thương phóng xuất ra. Nghịch thiên nhất thương! Theo tiếng thét của Hồng Quân, tàn tuyết thần thương vẽ ra một đường cong huyền ảo, một luồng năng lượng từ huyền hoàng khí tạo thành xen lẫn năng lượng màu xám hướng về phía huyết ma bay tới. Để ta cho ngươi biết thế nào là chênh lệch của ma vương ta với các ngươi. Huyết ma ngông cuồng cười, nhưng hắn đúng là có năng lực để ngông cuồng ngạo mạn. Một thân năng lượng cường hãn kia đến ngay cả thủy quân cũng không thể theo kịp, thì bất luận kẻ nào cũng không thể chống cự nổi cùng hắn. Hoa Liên phân thân! Đế Thuyết Phong lẩm bẩm, ánh mắt hắn chiếu vào trước mặt của huyết ma bên trong đoàn huyết vụ. Giữa huyết khí sền sệt mù mịt, vẫn như trước có thể cảm nhận được năng lượng của Hồng Quân giới tản phát ra. Nhưng xuất hiện ở phía sau huyết ma không thể nghi ngờ chính là Hoa Liên phân thân của Hồng Quân. Tàn tuyết thần thương vốn là nhất lưu hồng mông minh bảo, phối hợp với nghịch thiên nhất thương của Hồng Quân, uy lực thực kinh người. Trong phạm vi quỹ tích của mũi thương xẹt qua, không gian liên tiếp nứt vỡ, thấy mà thương. Khí tức hủy diệt ẩn chứa trong đó khiến cho mọi người tại đây có cảm giác như ngày tận thế vậy. Từng lớp không gian nứt vỡ tan tành, sinh ra hấp lực cường đại, cứ giống như toàn bộ hư không đều dao động dậy lên. Thế nhưng mà nảy sinh ra một màn làm cho người ta ngạc nhiên hơn, chính là trong khoảnh khắc tầng tầng lớp lớp, huyết khí mãnh liệt quay cuồng kia va chạm vào tàn tuyết thần thương, huyết khí cũng không có vì vậy mà tan đi, ngược lại bùng lên một cỗ huyết quang màu đỏ sậm. Hai tay Hồng Quân đột nhiên thoáng rung động, chỉ thấy huyết quang giống như độc xà rất nhanh theo mũi thương lan tràn lên, thoáng cái đã lan ra toàn thân cây thương. Hồng Quân tức thì cảm nhận được mùi tanh hôi của ô huyết, trong lòng rõ ràng nảy sinh ra dự cảm không ổn, khiến cho hắn không chút do dự đem tàn tuyết thần thương ném ra ngoài. Mọi người tại đây đều chấn động, duy chỉ có Huyền Lão khe khẽ lắc đầu thở dài một tiếng nói: ô huyết của huyết ma năng lực quả thật quá mạnh mẽ, cơ hồ có thể gây ô nhiễm bất cứ thứ gì trong toàn cả thiên thần giới, không có ngoại lệ. Không có ngoại lệ ư? Tần Vũ cắn chặt hàm răng nhìn tốc độ không thể tưởng tượng của huyết khí ô uế đem tàn tiết thần thương biến thành một khối sắt vụn mang theo mùi máu tươi, trong lòng rất là kinh ngạc. Dù sao tàn tuyết thần thương cũng là nhất lưu hồng mông linh bảo, vậy e rằng ngoại trừ thiên tôn linh bảo Hồng Quân giới ra, tại đây không có bất cứ linh bảo nào có thể thoát khỏi bị huyết khí ô uế. Nhưng đúng lúc này tinh thần biến xuất hiện trạng thái chuyển động khác thường, tốc độ của lục đạo luân hồi càng lúc càng nhanh, khuấy trộn trong đan điền của Tần Vũ thành một mảnh hỗn loạn. Huyết ma cười rộ lên ngông cuồng, 5 ngón tay hơi xòe ra khống chế huyết khí xông thẳng lên tận trời cao, cứ giống như ô huyết chuyển động mà hình thành ra viên cầu xoáy tròn. Hồng Quân nhìn tàn tuyết thần thương bị ô uế
đối với huyết khí này nhất thể rất chú tâm đến. Thân mình vừa động cũng đã tu hồi Hoa Liên phân thân, ở giữa vùng huyết khí đột nhiên biến mất không còn hình bóng. Cùng lúc đó, huyết cầu hình thành từ ô huyết kia âm một tiếng bùng nổ vỡ tan ra, ô huyết bắn ra bốn phía. Hồng Quân dưới sự bảo vệ vững chắc của Hồng Quân giới, quang hoa rực rỡ lui về phía sau hơn 10 trượng. Tiếng cười khàn khàn của huyết ma rộ lên, nghe thật kinh khủng và đáng sợ. Biết sự chênh lệch trong đó rồi chứ, bị phong ấn lâu như vậy, hôm nay bản ma vương phải ngẩng cao đầu kiêu hãnh, cho các ngươi tận mắt nhìn thấy thủ đoạn hủy diệt thiên thần giới này của ta, cho các ngươi biết thế nào là lễ độ đây. Vừa dứt lời, huyết ma giơ cao hai tay lên đỉnh đầu, giống như một hình thái hiến tế, trong miệng lầm bầm niệm chú ngữ cao thâm huyền ảo. Huyết hải nổ lên. Tự hồ cùng thời gian với tiếng giống của huyết ma, Hồng Quân quát to một tiếng: không xong rồi. Tức thì dùng hết toàn lực phóng xuất ra Hồng Quân giới, đem tất cả mọi người bao trùm vào trong đó, hướng lên không trung phóng vọt đi. Đám người Tôn Ngộ Không còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì, mọi ánh mắt cũng đều nhìn lại, liền không khỏi kinh hãi, toát ra mồ hôi lạnh đầy mình. Chỉ thấy trên mặt đất khô khốc vàng vọt kia bỗng chốc nổ lên một đám huyết khí. Trong nháy mắt, huyết thủy ô uế mang theo mùi tanh hôi nồng nặc đã từ những kẽ nứt trên mặt đất tuôn tràn ra. Trong khoảnh khắc, mỗi một tấc đất trên toàn cả sa thành đều đã bị huyết khí ô uế, huyết thủy tụ tập lại thành sông, tụ thành biển máu điên cuồng lan rộng, không ngừng dâng lên gần tới đám người Tần Vũ trên không trung. Huyết thần cả người đều chìm sâu trong biển máu, tiếng cười kia vẫn như trước lồng lộn không ngừng nghỉ. Ha 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 ha, các người thấy đấy, ta phải dùng máu để nhấn chìm toàn bộ cả thiên thần giới. Ha 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 ha, đi ra cho ta, huyết thần tử. Bang bang bang, tiếng vang liên tiếp không ngừng, bên trong biển máu sôi lên sùng sục. Chỉ thấy mấy trăm con huyết thần tử thể tích khổng lồ từ trong biển máu phóng vọt ra, toàn thân chúng đã sớm bị huyết khí ô uế không còn hình dáng, duy chỉ có hai con mắt âm u thâm thúy vẫn còn tỏa ra một cỗ sát khí khát máu. Huyền lão nhìn thấy mà phát kinh sợ, thân hình lom khom run rẩy từng hồi. Giờ này ông giống như đã sống lại trong trận chiến phong ấn ngày nào, chỉ có điều hiện tại từ rất lâu đã không còn thủy quân cùng tứ đại hộ pháp thiên vương nữa. Huyết hải cuồn cuộn ẩn chứa khí tức ô uế kinh khủng hướng lên phía trước cuồn cuộn tới. Ngộ Không và đám người Cam Vân dưới sự che phủ của Hồng Quân giới lúc này mới không có bị ô huyết đó ăn mòn. Huyết ma vẫn như trước cười ha hả, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối ghim vào Hồng Quân giới trong tay Hồng Quân. Huyết thì ô uế này ô nhiễm cả thiên hạ, chỉ cần dính vào một điểm nhỏ li ti, cho dù thực lực có mạnh mẽ, pháp bảo có lợi hại đến đâu đi nữa, chỉ trong chốc lát cũng phải hóa thành một vũng máu. Thế nhưng Hồng Quân giới thì tựa hồ cùng ô huyết của hắn có tác dụng khắc chế, khiến cho hắn không khỏi rất làm kinh ngạc. Thế nhưng Hồng Quân cũng cảm nhận được sâu sắc lực ô uế của huyết thủy dẫn theo đó. Hồng Quân giới mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cầm cự không được lâu dài. Từ xa nhìn lại, cả sa thành sớm đã bị huyết thủy bao phủ, mà huyết ma nhìn thấy huyết thủy ào ào cuộn tới, dường như vẫn chưa thỏa mãn, quát to một tiếng: phá! Cả bầu trời phía trên sa thành đột nhiên nứt ra ngàn vạn đạo khe hở chi chít. Bên trong khe hở, một mảnh đỏ sậm, mơ hồ có chất lỏng lưu động, dường như cũng là ô huyết vô cùng tanh hôi đó. Trong phút chốc, các khe hở trên bầu trời kia đột nhiên ào ào chảy xuống từng đám ô huyết màu đỏ sậm, tanh hôi kinh người, giống như ngàn vạn dòng thác đỏ từ chí phía trên trời trút xuống, tụ tập vào trong biển máu. Giờ khắc này, phảng phất như cả thiên thần giới đều biến thành luyện ngục đỏ máu. Thiên đạo chi nhẫn. Đế Tuyết Phong mắt thấy Hồng Quân giới tại trong ô huyết không ngừng rung động, thầm biết rằng đã không thể chống đỡ thêm được nữa, vội vàng phóng ra thiên đạo chi nhận. Một đạo lãnh quang chắn tuốt hình vành trăng lập tức phóng vọt lên cao, đè ô huyết phía trên thế đang chút xuống ngăn chặn lại một phần. Ở một bên trên, khuôn mặt nhăn nheo khô cằn của Huyền lão tăng thương, hai mắt trống rỗng đã không còn chiếu sáng chút nào, ngỡ ngàng nhìn ô huyết chút xuống hóa thành hàng trăm hàng ngàn huyết thần tử, bất giác tâm lạnh như cho tàn. Vậy con đường sinh cơ thì sẽ như thế nào đây? Lời tiên đoán của thủy quân còn có thể thực hiện nữa hay không đây? Trong hỏa thạch điện quang, Lãnh Diễm Phỉ mang theo Huống Thiên Minh bị trọng thương, lẩn tránh bay rất nhanh vào trong Hồng Quân giới. Cho dù thực lực của nàng đã là bảy cánh trung giai, cũng không có biện pháp chống ngăn ô uế của huyết thủy này. Mà Huống Thiên Minh trước sau hai mắt nhắm chặt, thần sắc ngưng trọng, hình như là đang lâm vào trạng thái nhập định.
Giờ phút này, cả Sa Thành đã biến thành một mảnh thế giới màu đỏ sậm. Tất cả mọi vật đều bị bao trùm trong ô huyết. Chỉ có thể nghe được giọng cười ha hả đắc ý của huyết ma kia. Hàng trăm hàng ngàn huyết thần tử từ trong huyết hải nối tiếp tràn ra không ngừng. Mọi người cẩn thận, huyết thần tử này cũng không dễ dàng đối phó đâu. Ngàn vạn lần không thể để cho ô huyết chạm vào thân mình. Hồng Quân quay sang mọi người dặn dò, nếu như huyết thần tử nhắm vào hắn phát động công kích, hắn chắc không thể tiếp tục dùng biện pháp Hồng Quân giới để ngăn cản ô huyết tanh hôi cho mọi người nữa. Lúc này, một đạo kim quang bùng phát ra, Tôn Ngộ Không huy động trường côn phóng ra khỏi Hồng Quân giới. Từ trong cổ họng hắn bạo phát ra tiếng gầm phẫn nộ, kinh thiên 72 côn. Cuồng phong đột nhiên cuộn lên, 72 đạo côn ảnh mang theo từng đạo khe hở không gian chằng chịt cuốn xoáy tới, nhất thời đem tầng tầng lớp lớp ô huyết kia chấn vỡ mở rộng ra. Không biết tự lượng sức mình. Huyết ma hừ lạnh một tiếng, sai phái hơn 10 đầu huyết thần tử nhắm về hướng Ngộ Không vọt tới. Ăn gậy của lão tôn ta đây, kinh thiên 36 côn. Chiến ý của Tôn Ngộ Không thực sự có hơi khác thường, cũng không phải bởi vì hắn không biết tự lượng sức mình, mà là một loại chiến ý mãnh liệt, bất chấp địch nhân có cường đại đến đâu. 72 đạo côn ảnh không có dừng lại, kinh thiên 36 côn nối tiếp theo dậy lên. Tuyệt kỹ ưu việt của Ngộ Không tích trữ sức lực chờ phát động kinh thiên liên hoàn côn. Côn khí đơn thuần như sóng biển gầm rú cuồn cuộn giữa trời, côn khí nối tiếp dày đặc công kích giúp cho trường côn của Ngộ Không không có bị ô huyết ăn mòn. Chỉ trong một thoáng, trong hư không tràn ngập côn ảnh kim sắc thét gào nhắm về hướng huyết thần tử ùn ùn kéo đến. Hơn 10 đầu huyết thần tử đang xông đến tức thì lâm vào trong tầng tầng lớp lớp côn ảnh. Chỉ là không ngờ thân thể của huyết thần tử lại cực kỳ cứng chắc, tựa như vượt qua cả độ cứng của chiến giáp phòng ngự thiên thần khí. Kinh thiên côn pháp liên tục đập xuống cũng chỉ đánh rớt vài tầng ô huyết, trừ phi có huyền thanh nhất khí côn của Hầu Phí, bằng không không cách nào đánh chết hoàn toàn được huyết thần tử. Nhưng chiến ý thuộc loại quyết tiến không lùi bước của Ngộ Không khiến huyết thần tử không cách nào tới gần được. Trong hư không, các khe hở vẫn tăng thêm không ngừng, từng đám ô huyết tựa hồ như làm ô uế cả bầu trời, tản phát ra mùi tanh hôi khó ngửi. Mà ở giữa không trung, Hồng Quân càng lúc càng khó mà ngăn chặn ô uế của huyết thủy. Hồng Quân giới trong tay không ngừng rung động, cả đan điền đều bị khuấy trộn hỗn loạn hẳn lên. Huyết đô thiên giới, đại bổn ma vương ngay tại đây, xây cho các ngươi một ngôi mộ đi. Huyết ma từ trong biển máu phóng vọt lên, nhằm thẳng vào mục tiêu Hồng Quân. Dù sao trong đám người chỉ có Hồng Quân giới của Hồng Quân là có thể chống lại ô huyết của hắn. Nhưng giờ phút này Hồng Quân giới đang bao phủ trên đỉnh đầu Tần Vũ Huyền Lão. Mọi người nếu như rút xuống để công kích huyết ma, như vậy bọn họ tất phải bị ô huyết dính phải. Chính vào lúc Hồng Quân lâm vào thời điểm khó cả đôi đường, huyết ma đã vọt tới trước mặt hắn. Huyết quang chợt lóe, một cỗ khí tức máu tanh mãnh liệt ập vào mặt hắn. Ai dám động đến nhi tử của ta? Chính lúc này, giữa Hồng Quân và huyết ma đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng tựa như hỗn độn, đem huyết quang của huyết ma phóng thích ra trong nháy mắt thôn phệ sạch sành xanh. Huyết ma kinh hoàng, hắn đột nhiên cảm nhận được tồn tại của một cường giả. Chỉ bằng vào một cỗ khí thế ấy đã có thể phán định đó là một cường giả tuyệt đối. Chỉ thấy giữa không trung, Tần Vũ ngạo nghễ đứng sừng sững. Giờ phút này, lĩnh vực hỗn độn tinh thần trong cơ thể của ông đã hoàn toàn tan vỡ. Tầng tầng lớp lớp vết nứt đen nhánh dài đến mấy trăm trượng, lấy Tần Vũ làm trung tâm, mãnh liệt lan tràn ra bốn phía. Hư không chung quanh nhất thời hóa thành bụi phấn. Giữa không trung vang lên tiếng sấm ầm ầm. Hãy bảo vệ tốt cho bọn họ. Tần Vũ quay sang Hồng Quân dặn dò. Hồng Quân bị cảnh tượng một màn này đang hết sức kinh hãi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mà ở trong lòng hắn, Tần Vũ lúc này thật vĩ đại khôn cùng. Thế nhưng huyết ma ở trước mặt cũng không cho phép hắn có chút do dự, vội vàng sử dụng toàn thân lực lượng phát lên Hồng Quân giới, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó để tránh khỏi bị ô huyết dính vào thân thể. Huyết ma có hơi khinh thường cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới ngàn vạn năm sau còn có thể có cường giả xuất hiện như vậy. Ta ngược lại muốn thử xem ngươi làm sao chống cự lại ma huyết đồ ấy này của bổn ma vương. Bất cứ ai cũng không ngăn cản được huyết đồ thiên thần giới của ta. Tần Vũ đứng trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần, nơi đan điền dòng xoáy lục đạo luân hồi trong tinh thần vẫn như trước điên cuồng chuyển động không ổn định. Hỗn độn lực men theo tứ chi ngưng tụ tại toàn thân kinh mạch. Hôm nay cả người Tần Vũ đều là lĩnh vực hỗn độn tinh thần hút vào hỗn độn khí chống đỡ. Huyết thủy từ trong các khe hở trên hư không chút xuống, trong khoảnh khắc
lúc chạm đến hỗn độn khí gần như mất đi công năng ô uế ăn mòn, ngược lại bị hỗn độn khí quay cuồng thôn phệ vào. Tần Vũ lúc này mới hiểu được vì sao ô huyết không thể ô uế hồng quân giới và lĩnh vực hỗn độn tinh thần. Hồng quân giới cùng hỗn độn khí đều đến từ chính tử giới, đó không phải là hồng mông linh khí mà là hỗn độn khí cao cấp hơn. Cũng chỉ có hỗn độn khí mới không thể bị ma huyết của huyết ma ô uế nó. Mà sau khi huyết ma phá vỡ càn khôn đại trận, lục đạo luân hồi của Tần Vũ thủy chung ở vào một trạng thái không ổn định. Cả đan điền hầu như đều bị hỗn độn lực này khuấy đảo hỗn loạn. Không nghĩ tới sau khi thôn phệ huyết khí ô uế, nó liền an ổn trở lại. Lời giải thích duy nhất chính là huyết khí ô uế của huyết ma tác động đến sự chuyển vận của toàn bộ cả lục đạo luân hồi. Tần Vũ cười ha hả, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt, lập tức hét lớn một tiếng. Trong đan điền mãnh liệt rung động lên, lấy thân Tần Vũ làm trung tâm, từng đạo dòng xoáy đen trắng đan xen nhau xuất hiện tại quanh người của ông. Không gian bốn phía chính lúc này đều sụp đổ vặn vẹo hẳn lên. Huyết thủy ô uế cùng hàng trăm con huyết thần tử tức thì bị hấp lực sinh ra từ dòng xoáy liên tục kéo vào trong luân hồi, bị hỗn độn khí kia nuốt vào. Lục đạo luân hồi, Hồng Quân trong lòng cả kinh. Huyết thủy ô uế của huyết ma không cách nào ăn mòn nguyên thần hỗn độn của Tần Vũ. Nói cách khác, tại đây cũng chỉ có Tần Vũ mới có thể cùng huyết ma này đọ sức một phen. Cả không gian chung quanh Tần Vũ đều đổ sụp xuống. Lục đạo luân hồi trong lúc chuyển động mãnh liệt, từng đám ô huyết bị cuốn vào. Sau khi bị hủy diệt, cuối cùng hòa tan vào hỗn độn. Đây là chỗ đáng sợ của lục đạo luân hồi, có thể hủy diệt mọi sinh linh trong thiên địa, cuối cùng thành tựu một mảnh hỗn mang. Thế nhưng giờ phút này, Tần Vũ lại cảm nhận được một cỗ lực lượng khác ẩn tàng trong đan điền của mình, đó là tự nhiên lực lĩnh ngộ từ trong sinh linh của thiên địa. Tử cực hạn chính là sinh, sinh tử khí tại trong hỗn độn luân lưu đan xen vào nhau, mà cũng không phải là tử khí đơn thuần. Bất quá tình hình lúc này cũng không cho phép Tần Vũ suy nghĩ nhiều. Bốn phía huyết thần tử giống như thủy triều mãnh liệt tràn đến, không ngừng va đập vào dòng xoáy của lục đạo luân hồi. Giờ phút này, khí tức hủy diệt của lục đạo luân hồi phát ra khiến cho huyết ma có chút kiêng kỵ. Thế nhưng hắn nghĩ, tại trong thiên thần giới này, ngoại trừ thủy quân ra, còn có người nào có thể phong ấn được mình đây? Hai tay chấn động mãnh liệt, tại không gian trên đỉnh đầu Tần Vũ bỗng nhiên xé ra một khe hở âm mưu sâu thẳm. Trong khe hở đó, chất lỏng đỏ sậm tuôn ra ào ào, tanh hôi khó ngửi khôn cùng, nhìn thấy mà giật mình kinh hãi. Huyết ma trong mắt lộ ra ý cười khinh thường, điềm nhiên nói: "Bổn ma vương không tin người tiến vào huyết giới còn có thể giữ được mạng. Huyết ma đại pháp!" Ánh mắt bất chấp thiên địa kia dường như ẩn chứa uy áp lạ thường không gì sánh nổi, làm cho người ta đối mặt với hắn thậm chí không cách nào nổi lên được một tia chiến ý. Ngược lại, từ đáy lòng hiện lộ ra chỉ có khắc sâu nỗi sợ hãi sâu sắc. Tần Vũ đứng trước mặt huyết ma, lực lượng cực kỳ cường đại khiến cho ông cảm giác được thực sự khí thế dũng mãnh của huyết ma khóa chặt ông tại chỗ. Mà cái khe không gian trên đỉnh đầu thì đột nhiên sinh ra một lực hút cực mạnh. Cái khe rất nhanh mở rộng ra, thoáng cái đã khuếch trương đến chừng 5 trượng. Mọi người đều kinh hãi kêu to, chỉ thấy cái khe đó lại có thể đem Tần Vũ và lục đạo luân hồi nuốt vào. Huyết ma cười lạnh một tiếng, thân hình thoáng động, liền theo sau Tần Vũ biến mất trong cái khe sâu thẳm ấy. Huyền lão thán phục nói: "Không nghĩ tới ngàn vạn năm sau, thằng nhãi này lại có thể luyện thành một không gian độc lập, thật sự quá mức kinh khủng." Tần bá bá, trong hồng quân giới, lãnh giám phỉ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đám người cam vân cũng đều kinh hãi thất sắc. Hồng quân mặc dù có hơi lo lắng, nhưng chính là đối với Tần Vũ có một loại tin tưởng hơn hết. Hắn tin chắc rằng Tần Vũ sẽ hủy diệt huyết ma để cho nơi này khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này độ cao của mặt biển máu càng ngày càng cao, Hồng Quân cũng từ từ nâng hồng quân giới cao lên. Chỉ là huyết thần tử dường như vô tận liên tiếp không ngừng từ trong biển máu vọt tới. Chỉ có thiên đạo chi nhận của Đế Tuyết Phong cùng kinh thiên quân pháp của Tôn Ngộ Không có thể ngăn cản được trong chốc lát, nhưng rõ ràng chống đỡ cũng không được lâu dài. Huống Thiên Minh vẫn như trước đang nhập định, hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra thần sắc trầm tư. Sau khoảnh khắc, Tần Vũ đã tới một không gian xa lạ mà kinh khủng. Nơi này không có thiên, không có địa, phẳng phất mỗi một tấc không gian đều tiêm nhiễm máu ô uế. Tại đây, trong mảng thế giới màu đỏ sậm, gần như không nhìn thấy bất cứ vật gì, có thể cảm nhận được chỉ có sát khí hung hãn mãnh liệt vô cùng trong nó. Huyết giới giống như tát hải sử dụng nguyên khí thiên địa mà ngưng động lại, luyện ra một loại không gian độc lập.
Nhưng bất đồng chính là không gian này từ ô uế mà hình thành, có lực lượng ăn mòn cực kỳ cường đại, hơn nữa cực kỳ ổn định, tưởng muốn phá vỡ thì dễ dàng vậy sao? Tần Vũ tại lúc vừa bị hút vào không gian này lập tức đã cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt, mà dòng xoáy đen trắng được lục đạo luân hồi sản sinh ra dường như vẫn luôn chuyển động không ngừng, đem huyết khí bốn phía thôn phệ vào. Đột nhiên tiếng cười cuồng dại của huyết ma vang lên trong huyết giới. Ánh mắt Tần Vũ co lại, thần thức cực kỳ linh mẫn, tức thì cảm nhận được lực ô uế từ bốn phía mãnh liệt ào ào kéo đến. Gắng gượng có thể nhìn thấy trong huyết vụ mờ mịt, từng đạo huyết vụ màu đỏ sậm phóng lên cao, mà huyết ma thì đứng ngạo nghễ trong đó, dữ tợn nhìn vào Tần Vũ. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, lục đạo luân hồi đột nhiên chấn động, huyết khí bốn phía nhất thời bị tán tách rộng ra. Ngưng thần nhìn lại, liền ngạc nhiên phát hiện chính mình đứng ở phía trên hải thủy do ô huyết hội tụ mà thành. Trên đỉnh đầu ngưng tụ huyết khí sền sệt mờ mịt, bốn phía lộ ra cảnh vô cùng âm u tăm tối. Thì ra là thế, ngươi mở ra huyết giới, dùng ô huyết tại đây định nhấn chìm cả thiên thần giới sao? Tần Vũ nhìn thấy huyết thủy này mãnh liệt quay cuồng, lạnh lùng nói. Tiếng cười khàn khàn của huyết ma vang vọng trên mặt biển máu. Ta không nhớ đã bị phong ấn bao nhiêu năm, nhưng vì một ngày này bổn ma vương ngưng động lại luyện ra huyết giới một phương này, ta muốn dùng đại dương ô huyết mênh mông này nhấn chìm mỗi một tấc không gian của thiên thần giới. Lão gia hỏa thủy quân đó, ta phải cho hắn trả giá bằng mọi giá. Lúc này dường như cả huyết giới đều bởi vì tâm trạng phẫn nộ của huyết ma mà sôi trào hẳn lên. Vô số kẻ đạo huyết trụ màu đen to tròn từ trong biển máu phóng vọt lên cao, hướng về phía Tần Vũ gầm rú cuộn ào đến. Tần Vũ thân mình đứng tại trong trung tâm lục đạo luân hồi, cỗ hỗn độn khí sinh tử ấy luân chuyển ở trong huyết giới này, lúc này hình thành một khoảng không gian không thể vượt qua. Trong dòng xoáy đen trắng đan xen nhau, dường như có được lực lượng đủ để xoắn nát tất cả hết thảy. Huyết ma nhìn thấy lục đạo luân hồi chung quanh Tần Vũ, trong ánh mắt lóe ra vẻ xem thường. Ngươi mặc dù có được lực lượng quái lạ, có thể bất chấp lực ăn mòn ô uế của bổn ma vương, nhưng một khi sa vào trong huyết giới của ta thì vĩnh viễn cũng không có biện pháp thoát ra được. Không tới 3 canh giờ, ngươi sẽ hóa thành một vũng máu, hòa tan vào trong biển máu mênh mông này. Không gian bên trong huyết giới, từng đám huyết vân liên tiếp hiện lên không ngừng. Tại bốn phía quanh Tần Vũ nổ bùng lên tiếng nổ tung mãnh liệt, khiến cả không gian đều chấn động hẳn lên. Thế nhưng sinh tử luân lưu trong lục đạo luân hồi, dòng suối hỗn độn khí sản sinh ra trước sau như một, không có mảy may bị huyết thủy làm cho ô uế, ngược lại đem các huyết trụ ào ào xông tới đánh tan tác. Chẳng qua cùng với mặt biển máu không ngừng dâng cao, Tần Vũ gồm luôn cả lục đạo luân hồi đều bị huyết thủy ô uế phủ trùm. Tần Vũ đắm chìm tại sâu trong ô huyết, ngoại trừ sử dụng hỗn độn khí ngăn cản huyết thủy ô uế, không có cách nào phản kích lại huyết ma. Nhưng đúng lúc này, thân hình ông từ trung tâm của cả lục đạo luân hồi, trong đó sinh tử khí luân lưu quanh mình, lại khiến trong lòng ông lóe lên một tia sáng. Ông biết rõ tính chất đặc thù của lục đạo luân hồi, hủy diệt và sản sinh cái mới. Từ cực hạn đó là sinh, hai luồng khí tức hoàn toàn bất đồng, tại dưới sự lưu chuyển cực nhanh tạo thành hỗn độn khí. Thế nhưng sinh tử khí ở trong thiên địa có thể nói là không chỗ nào không có. Cũng chính vì thế, hết thảy sự vật mới không thoát khỏi sự trừng quản của lục đạo luân hồi. Lúc này, Tần Vũ sa vào trong huyết giới, ô huyết trong cơ thể huyết ma đúng là tiếp nối với một mảnh không gian ô uế không chịu khổ. Thế nhưng mà ở chỗ không gian tiếp nối với lục đạo luân hồi của bản thân cũng là không gian hỗn độn vô tận. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thấy ô huyết mãnh liệt quay cuồng ở bốn phía, khẽ chau mày, tựa như lâm vào trầm tư suy nghĩ. Thiên địa vạn vật hết thảy đều không thoát khỏi sự trừng quản của lục đạo luân hồi, từ một mà sinh ra, cuối cùng hóa thành một. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật phát triển thành hỗn độn, ta rốt cục hiểu rõ rồi. Tần Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, trên khuôn mặt lóe ra ánh mắt vô cùng hưng phấn. Chỉ thấy trong lục đạo luân hồi, hai luồng khí đen trắng phóng lên cao, một đạo bạch quang nóng cháy, tràn đầy bừng bừng sức sống, giống như tự nhiên lực của Tần Vũ, làm cho người ta cảm giác được vô cùng ấm áp. Mà hắc quang kia thì đen nhánh đầy áp lực, giống như loại tử khí từ thâm sâu địa ngục hiện lên, làm cho người ta cảm giác được linh hồn dường như đều phải bị nó cắn nuốt một cách tự nhiên. Hắc bạch hai đạo quang mang ẩn chứa khí tức hoàn toàn bất đồng quẩn quanh thân Tần Vũ cùng bùng lên một lúc,
Sau một thoáng rung động, hai đạo quang hoa kia phát ra một tiếng gầm trầm thấp, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán ra. Đến chỗ nào, bất kỳ là huyết khí ô uế hay là huyết vụ tanh hôi, nhất thời tự nhiên bị cắn nuốt vào. Cứ như thế, dường như một cái động khẩu sâu không thấy đáy hình thành, thôn phệ điên cuồng hết thảy mọi thứ xung quanh. Chính vào lúc này, Tần Vũ rốt cục lĩnh ngộ được lực lượng thực sự của lục đạo luân hồi. Đó là một loại tồn tại ngự trị áp đảo bất cứ không gian nào, bất luận là Hồng Mông, Lâm Mông, thậm chí là Tần Mông không gian đều chịu dưới sự trưởng quản của nó. Dĩ nhiên huyết giới này đối với ông mà nói chẳng qua là một hạt cát trong vũ trụ mà thôi. Lục đạo luân hồi bộc phát trong nháy mắt, rung động cả huyết giới. Hai đạo quang mang hắc bạch tại trong biển máu đột nhiên nổ bùng lên, lực công kích cường đại đánh vào khiến cả hải vực đều sụp đổ xuống, hình thành một cái rãnh sâu giống như lỗ hổng do thiên thạch rơi thành. Trên khuôn mặt đỏ sậm của huyết ma tức thì hiện lên một cỗ hắc khí, từng sợi gân xanh tại bên ngoài lớp da của hắn phập phồng. Xem ra hỗn độn khí của lục đạo luân hồi trực tiếp làm tổn hại đến huyết giới, đã dẫn tới thương hại trên người của huyết ma. Hắn run rẩy toàn thân, rốt cuộc không thể chịu đựng được, phun ra một ngụm ô huyết màu đen tanh hôi khôn tả. Vì sao đây là lực lượng gì? Huyết ma kinh ngạc vạn phần nhìn Tần Vũ lao ra khỏi biển máu. Lục đạo luân hồi phát ra khí tức hủy diệt và hồi sinh, khiến cho hắn có một loại cảm giác kinh hoàng ngàn vạn năm nay chưa từng có. Hết thảy điều này dường như đã quay lại thời gian ngàn vạn năm trước, khi mà Thủy Quân và Tứ Đại Hộ Pháp Thiên Vương thi triển lực phong ấn. Cảm giác lúc đó cùng với bây giờ giống hệt như nhau. Sinh tử siêu thoát, thiên địa luân hồi, hết thảy đều trong khống chế của ta. Huyết ma, ngươi sai lầm rồi. Thần sắc Tần Vũ có vẻ bình tĩnh trầm ổn, tâm tình không có bất cứ chút dao động nào. Huyết ma nhăn tít cặp lông mày, trên mặt gân xanh tăng vọt. Lúc này huyết giới đã không ổn định lại được nữa, thế cho nên tự thân hắn cũng khó mà chịu đựng được khoảng không gian độc lập này. Sai lầm, ta sai ở chỗ nào? Huyết ma giọng nói nghiêm túc, với ý định dùng sự phẫn nộ để che giấu đi nỗi sợ hãi tận đáy lòng. Tần Vũ cảm xúc lực sinh tử thật sâu sắc, trong hai mắt bắn ra quang mang khiến người ta phát ớn lạnh. Người sai chính là sai tại cái ngày sống lại, thiên thần giới này có Tần Vũ ta tồn tại. Ngươi nói càn, tiểu bối vô tri, dám cả gan mạo phạm huyết ma đại nhân ta, cho ngươi nếm thử lợi hại của ma huyết đại pháp. Tiếng hét khàn khàn, thịnh nộ của huyết ma vang lên, hai tay điều khiển huyết giới tàn tạ, gắng gượng nhắm vào Tần Vũ, phát ra công kích cường đại nhất. Chỉ thấy rung động trong toàn cả huyết giới, trên mặt biển máu sụp đổ, hình thành từng đạo dòng xoáy cực lớn, đường kính trăm trượng. Cơn xoáy dẫn theo một cỗ lực lượng vô hình từ phía dưới phóng lên cao. Từng đạo long quyển cuồng phong xuất hiện tại xung quanh Tần Vũ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình kinh sợ. Chen lẫn vào vạn tấn huyết thủy ô uế, giống như ác ma địa ngục phát ra tiếng thét chói tai. Mà ở trên đỉnh đầu của Tần Vũ, huyết vân sần sệt dày đặc trong khoảnh khắc tụ tập lại. So với kiếp vân mà nói, tầng tầng lớp lớp huyết vân này chính là tinh huyết của huyết ma tu luyện qua, ngưng luyện mà thành. Uy lực gần như có thể dùng chữ kinh khủng để miêu tả. Trong phút chốc này, Tần Vũ đã bị ô huyết vô số kẻ trùng trùng điệp điệp vây quanh, mà thần sắc trên mặt ông vẫn không có chút e sợ nào. Sự ổn định vững vàng đó tựa hồ đã khiến cho huyết ma hiểu được lực lượng chân chính của lục đạo luân hồi. Thậm chí, ngay cả Tần Vũ đều không có nghĩ đến, tại trong huyết giới này, dưới hiểm cảnh bị huyết ma áp bức trầm trọng, đã giúp ông lĩnh ngộ được lực lượng chân chính của lục đạo luân hồi. Thế giới rộng lớn bao la, một hạt cát trong vũ trụ, thiên địa vạn vật đều không thoát khỏi sinh tử, hết thảy không gian, sự vật đều ở trong sự khống chế của lục đạo luân hồi. Nếu như không phải công phu tu luyện của Tần Vũ còn yếu kém, không có thời gian để lĩnh ngộ huyền cơ trong đó, bằng không dùng lục đạo luân hồi để thăm dò thiên đạo mênh mông, vậy ắt hẳn sẽ đem đến cho ông một phen thành tựu khác rồi. Ô huyết thao tứ, ma huyết đại pháp của huyết ma đã thúc động đến mức cực hạn. Lúc này, huyết giới mặc dù bởi vì bộc phát của lục đạo luân hồi mà bị ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng ma huyết đại pháp thì vẫn như cũ có được năng lực khiến người khác kinh hãi. Từng đạo long quyển đường kính đạt tới trăm trượng cuộn lên cao, không nhìn thấy đỉnh của ngọn sóng ô huyết. Tần Vũ đứng vững vàng trên biển máu, so với phía dưới mặc dù có thể dùng chữ nhỏ bé để hình dung, nhưng khí thế hạo nhiên của ông tán phát ra lại làm cho huyết ma kiêng nể sâu sắc. Nói cho cùng, cho dù là Thủy Quân ngàn vạn năm trước cũng không có năng lực để có thể tại trong huyết giới của mình muốn làm gì thì làm như thế này.
Một tia sát khí chợt lóe trên mặt Tần Vũ, và cả lục đạo luân hồi liền ầm ầm tuôn trào lên. Hai quang mang hắc bạch chậm rãi ngưng tụ lại, tất cả hỗn độn khí được sinh ra ở quanh thân thể mình Tần Vũ cuồn cuộn bùng lên. Huyết ma, ngươi cuối cùng phải thất bại. Lực lượng của lục đạo luân hồi tạo cho Tần Vũ niềm tin trọn vẹn. Chỉ thấy ông thong thả tung ra một quyền, tức thì không gian của huyết giới giống như mặt hồ nước yên tĩnh bị ném vào trong một tảng đá to, sóng gió mãnh liệt nổi lên. Huyết ma đứng ở trên không trung không cách nào tự kiềm chế được, lại phun ra một ngụm ô huyết, sắc mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo hết mức, khó coi đến cực điểm. Ta không tin, ta không tin, ta khổ tu ngàn vạn năm qua dứt khoát không có khả năng thu vào trong tay ngươi, tên tiểu bối không biết gì, ma huyết thao thiên. Huyết ma điên cuồng giơ hai tay lên cao, tất cả ô huyết trong nháy mắt tụ tập lại cùng dâng lên, giống như lục đạo luân hồi tại giữa không trung tạo thành một dòng xoáy ô huyết siêu vẹo. Thế nhưng thể tích so với lục đạo luân hồi có lẽ lớn hơn gấp trăm lần. Đi chết đi cho ta, đi chết đi cho ta. Hai người gần như cùng lúc thét lên một tiếng phẫn nộ, đỏ sậm, đen trắng, hai đạo dòng xoáy trong nháy mắt cùng va đập vào nhau. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.